Trong diễn biến mới nhất của vụ án nam sinh Nguyễn Cao Sờ, 2001, trú tại Thanh Hóa, học năm nhất ở trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chạy gác bị sát hại, thi thể được tìm thấy chiều 28 tháng 9, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định. Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26 tháng 9, nam sinh Nguyễn Cao Sờ điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh bạc đen mang biển kiểm soát 36-443-41 chở hai đối tượng nam thanh niên là khách dãy ngang đường không đạt qua ứng dụng Grab từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trước khi bị sát hại, nam sinh Sờ chụp ảnh hai thanh niên sắp chở, gửi cho bạn cùng phòng và bạn gái. Khi anh Sờ chở hai đối tượng trên đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì bị chúng dùng hung khí đâm chết và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, băng kiểm soát 36-443-41, một điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 bớt màu đen. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo truy tìm hai nam thanh niên là nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản nói trên. Trong đó, một nam thanh niên khoảng 23-30 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m15-1m20, mặc quần sâu tối màu, áo phông cọc tay màu đen, có cổ, có họa tiết hoa văn màu sáng, tóc cắt ngắn, đi dép tông. Nam thanh niên còn lại khoảng 23-30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m15, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần sâu màu trắng, áo phông cọc tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê màu đen có đính đá. Cơ quan công an thông báo truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh, băng kiểm soát 36-443-41, số máy 3E363-338, số khung cất 110-346-223 và điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 bớt, màu đen là tài sản của nạn nhân. Người dân phát hiện, biết thông tin về hai đối tượng và tài sản trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ vụ giết người, cướp tài sản. Điện thoại đồng chí Hoàng Thế Hiển, đội phó đội 9 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội 983.304.879. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Hà, đội phó đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm, 972.233.087. Thượng tá Lê Đức Hùng, trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, cho biết cơ quan công an đã dán tờ rơi đồng thời phát lệnh truy tìm trên toàn quốc hai đối tượng trên. Việc dán tờ rơi và lệnh truy tìm toàn quốc các đối tượng được Công an quận Bắc Từ Liêm thực hiện vào trưa ngày hôm nay ngày 29 tháng 9.